Chị họ Nguyễn không? Em đang học cái tự nhiên nó chỉ em coi một chị này trên YouTube tên là Misty. Ok, hello Jenny Huỳnh, nhìn đây là lần đầu tiên hai chị em mình gặp nhau đúng không? Hello em, chị coi video của em rất là nhiều trên YouTube. Em có ý định về Việt Nam không? Em rất là muốn về Việt Nam nhưng em mong là hè này em về được, nhưng em sẽ phải coi tình hình dịch như thế nào nữa. À, thế thì nếu mà hè về thì chị em mình phải gặp nhau ngoài đời chứ nhỉ? Ok, thì hôm nay là gọi chị em thì cũng có một cái game nho nhỏ. Trước hết thì hai đứa mình xem thử có hiểu nhau một xíu không, rồi mình mới vô game nha. Chị nhớ là chị có coi rồi, đó là tên thật của em là hình như tên Vi đúng không? Dạ. Nhưng mà chị không nhớ rõ là cái gì Vi. Dạ, Hoàng Vi. Hoàng Vi hả? À, nhưng mà sao em lại là Jenny? Thường thì chị thấy cái tên tiếng Anh của mình nó hay giống giống với cái tên tiếng Việt của mình lắm. Vì em kiểu là hồi nhỏ mọi người đều gọi em là Jenny rồi, nên không có ai gọi em là Vi hết á. Đố em biết chị tên thật là gì? Em nhớ hồi chị mới đăng lên cái Draw My Life của chị á, em cũng đã coi rồi. Nhưng em nhớ gì đó. Chị họ Nguyễn không? Chị họ Nguyễn không? Nguyễn Thi Ngọc. Rồi banh rồi. Hả lê, hả lê. Ê, tính ra chị còn không biết em sinh năm bao nhiêu luôn á. Em thuộc cung hoàng đạo nào? Dạ em sư tử. Sư tử hả? Tháng 7 à? Dạ dạ. À tháng 7. Để chị đoán ngày thử nha. 15. Dạ không. Khó quá. Thôi em sinh ngày mấy á nhỉ? Dạ em sinh ngày 23. À 23. Rồi em biết ngày sinh chị không? Em kiểu là cái ngày sinh của bạn em cũng không có nhớ nữa. Đúng rồi. Rồi chị cũng khẽ. Cũng khẽ. Em để vui là chị và Jenny kết nhau đúng chắc là 10 năm. Hả? Thì Jenny 2005. Đúng rồi. Chị 95, đúng rồi. Jenny phải gọi bằng cô Miss Thiên. Dạ quá. Oh no. Em có gợi ý gì cho cái hai loại trái cây mà em thích không? Quả này thì rất là quen thuộc đến quê hương của chị, đó là Đà Lạt. Hồng. Nope. Không hả? Ủa, Đà Lạt mình có quả gì ta? Ở ngoài đường người ta bán nhiều mấy cái này lắm. Bơ. Yeah. À không đúng rồi, chị nhớ, tại vì chị nhớ là em có làm một cái video mà kiểu em hay vẽ mấy cái quả bơ lên đúng không? Yeah. À. Ủa nhưng mà hai loại trái cây lận hả? Quả bơ với quả gì ta? Có thể gợi ý không? Quả này rất là vàng. Chuối. Bơ với chuối hả? Ê vậy tính ra là cái câu trái cây mà chị thích là dễ cho em lắm á. Quả mít. Đúng rồi. Nhưng mà một quả nữa cũng giống quả mít luôn. Sầu riêng. Đúng rồi. Ôi. Chị nghĩ là con gián cũng không phải là sợ nhất, nhưng là một trong những con em rất là sợ. Con rắn. Em cũng không có sợ rắn lắm. Con chuột. Em hồi đó nuôi chuột. Ôi, sao đáng sợ vậy? Con đó là đi dưới đất hay là bay trên trời? Dưới nước. Dưới nước hả? Em sợ con cá hả? Em sợ con cá hả? Em sợ con cá, vậy em có ăn được con cá không? Không, em rất là thích ăn cá sashimi, cá hồi sống này nọ. Nhưng mà kiểu là em nhìn thấy con cá là em nó là em ám ảnh luôn á. Con này khó cho em đó, tại vì con gì chị cũng sợ hết trơn. Tại vì có con gì sợ nhất, chỉ có con nào cũng sợ hết trơn à. Ôi cái này lần đầu biết là xem YouTube. Ê hồi nãy vui lắm nhá, chị cũng thấy hình như cái video đầu tiên chị coi của em đó là video em đi nước ngoài luôn đó. Em chở trên máy bay á, tự nhiên đùng một cái chị thấy cái video đó, xong chị kêu ủa bé này là ai, sao tự nhiên hot vai, kiểu đi đâu cũng thấy Jenny sao ủa ai vậy ta, xong rồi mà lúc đó chị tưởng em là kiểu ở nước ngoài luôn cơ. Nhưng mà mấy cái em làm về nước ngoài thì đúng là hay thật. Nhìn video em xong chị cảm giác là kiểu hát gì mà được đi nước ngoài, mình làm mấy video này trời ơi sướng. Lần đầu em biết đến chị là em nhớ là em có một con bạn á ưa coi YouTube trong lớp á. Rồi lúc đó em đang học, cái tự nhiên nó chỉ em coi một chị này trên YouTube tên là Misty. Rồi em nhớ là em coi một cái video
một cái reaction MV hay gì đó, xong rồi từ lúc đó là em ưa xem chị trong lúc đang học trong lớp. Cái này cũng đúng nha, tại vì có nhiều bạn ở Việt Nam thì cũng hay lén lén coi chị trong lớp học lắm, nhưng mà chị sợ lắm, tại chị sợ tự nhiên bỗng như một ngày chị trở thành kiểu tấm gương xấu, hiểu không? Kiểu thầy cô, con này là con nào mà sao cứ học hành rồi tao thấy mày coi con này là trời, chị cũng sợ luôn á. Búp á. Ôi, em có cái bút ngay đấy luôn hả? Em đang ngồi trên bàn học của em. Trời ơi, nó có nhiều cái xô luôn kìa. Chuối hả? À, cái này không phải. Ok. Ôi, nhanh thế. Quà fan tặng hả? Cái này là chị được một bạn fan không biết tại sao nhưng mà tặng chị cục gom, mặc dù chị không có đi học nữa rồi. Dạ, em thì một bạn này gửi em cái này. Quá bơ kìa. Ok. Yeah. Đồ ăn à? Huề đi. Là không không nè. Yeah, đây là tao đùng gối ôm. Ui, cái gì vậy? Cái hộp bút hả? Cái ví đựng tiền, thẻ. May quá. Đây là hình chị đi đám cưới của bạn chị vừa rồi luôn. Chị để trong phòng chị đến giờ mà chị vẫn chưa biết là chị nên để nó trong trường hợp gì. À đi, mang tiền về cho mẹ. Ủa Jenny không biết bà này hả? Em rất là lạc hậu. À không, có thể bà này kiểu mới quá, bé nó chưa biết á. Thì ra bà này đang rất là hot ở Việt Nam đấy mà. Bà này là bài mang tiền về cho mẹ của anh Đen. Em có là một fan đã làm loại hình này, nhưng cái con cá đổi thành hình mặt của em. Nhưng mà em không biết đúng không? Đúng rồi, cái này nó có... Em không biết là gì luôn. Cái này có trend là bởi vì cái bài hát này rất là nổi tiếng, mà cái tấm hình này nó cũng rất là vui nên là mọi người thường chế rất là nhiều. Con cá gì là hơi ghê. Em sợ cá được chứ. Cái này là phải là cái này bạn bán quần tắt giường hả? Chị bán quần. Uống coconut không? À, uống coconut không à? Không bé ơi. Không bé ơi. Hình như Jenny không biết này hả? Em rất là lạc hậu. Cái này là các bạn này nè, em biết cái chữ info không? Vì em ở bên Mỹ nên các trend Việt Nam á là nó không có hiện lên cái của em. Em rất là ít luôn á. À, phép thuật Queen Sarah Sanderson. Phép thuật Queen Sarah Sanderson gì đó. Đúng rồi. Em hồi nhỏ em có xem. Đến nào nhỏ thì không có cái này luôn á. À gì trời. Cái này là bộ bài đúng không ta? Jay-Z Tara. Hồi đó ở Việt Nam là kiểu đi đến đâu xong rồi cái chữ Q á, chữ con đầm á là thành chữ quê á. Xong rồi hay thả với comment á. Em không có biết, em đang học những thứ rất là mới. Trời. Yeah. Này tao không biết rồi nè, tao vừa mới nói xong tao không biết rồi nè. UIS. UIS là gì?
u là chờ. À. em có biết cái chữ u là trời không? Dạ, dạ. U is sky. Cái chữ hồi xưa ở, nói chung là ở Việt Nam hay kêu u là trời, ý là kiểu u là trời á thì hay kêu là u là trời á, xong rồi cái dịch ra trời ơi cái gì vậy trời. Này cũng như trong bé học học mà update trend ở Việt Nam vậy đó. Đây là một lớp học trend. À, em biết này không? Chào em. Em không biết câu này hả? Chào em, anh đứng đây từ chiều á. Nhà hả? Must have. Trời ơi. Cái câu này thì nó trong một cái bài hát, em biết MC Key không? Rapper. Ờ đúng rồi, thì trong một cái câu hát người ta anh đó, bạn đó bạn hát là nhà thì phải có mái. Có phải là con gà mái không? Ờ đúng, thì nhưng mà cũng là không phải nói con gà mà chỉ là kiểu phái nữ thôi, thì cũng có nghĩa là nhà thì phải có nóc kiểu vậy á. À, này tôi biết rồi. Đây chị sẽ gợi ý cho em nhé. Đó là em hãy dịch sát nghĩa tiếng Việt nhất là sẽ ra. Nói anh. Nói cùng nghĩa với một cái từ nào nữa. Giặt anh. Không, cái từ mà nó giống tên người hơn một tí. Ê là đây tao. À, đây là một ca sĩ, nữ ca sĩ. Ngày trước rất là hay hát nhạc buồn. Ca sĩ cái gì anh? Bảo Anh á. Bảo Anh. Sống xa anh chẳng dễ dàng á. Ôi. Bảo Anh. Ồ, mẹ em nghe cô này. Mẹ em nghe cô chị này hả? Có phải là cái chị mà gì vết thương sau một chút thôi? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ôi. Biết cảm giác của chị Bảo Anh khi mà coi cái này sao khi mà mẹ bé nó coi. Nhẹ sao? Lách là hồ đúng không? Hiền Hồ. Hiền Hồ. Tức quá à. Em biết ca sĩ Hiền Hồ. Bình thường trong nhà em á là em không có nghe nhạc Việt Nam nhiều. Em Việt Nam thì em ưa nghe nhạc của chị Amy nhiều. À Amy ồ. Chắc Hiền Hồ hát nhạc buồn ấy. Nên chị nghĩ có khi mẹ em cũng nghe đấy. Có khi mẹ em cũng nghe đó. Chắc vậy, buồn. Chắc chắn là vậy. The Z Battery hả? Bin hả? Z. À. Bin gì? 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 Ồ, em biết em bin gì mà đúng không? Yeah. Ồ, rapper. Ồ. Thôi nhưng mà chị nghĩ là tại vì cái mấy cái trò chơi này nó cũng kiểu Việt Nam nhiều cái nó bị trending Việt Nam quá. Thế nên là chị nghĩ là chị sẽ cho em nợ cái hình phạt này nhá. Khi nào mà nếu như mà em về Việt Nam mà chị em mình có gặp nhau thì chị sẽ phạt em sau nhá. Chắc chắn. Rồi về Việt Nam chị sẽ dẫn em đi câu cá.